Ở phần này chúng ta sẽ thực hành sử dụng cái Javalock ở mức cơ bản nhất mà các bạn sẽ thường thấy ở trong những dự án thực tế. Chúng ta quay trở lại với cái project mà chúng ta đã tạo ra ở phần trước, thì chúng ta đã có một cái user, có một page, có page visitor ở đây, thì chúng ta có hàm visit ở đây, thì thay vì cái việc là làm business thực tế thì mình chỉ log ra là cái việc user visited cái page này mà thôi. Và chúng ta có một cái class main đây minh họa cái việc các user thực hiện cái việc visit cái homepage này. Chúng ta có 2017 visitor. Chúng ta quay trở lại với cái page visitor ở đây, thì thay vì cái việc chúng ta sit out ra màn hình thì khi các bạn chạy thì nó sẽ hiển thị ra cái console. Thì thay vì thế các bạn có thể làm như sau: private final static như này, logger logger bằng logger chấm, thì lúc này các bạn có thể gõ là get logger như này và các bạn truyền thông tin của tên vào, ví dụ như các bạn truyền tên vào là Fresher Academy như này chẳng hạn, các bạn ấn chấm phẩy. Và lúc này các bạn thay vì các bạn hiển thị ra bằng cái cách system out.println thì các bạn có thể dùng logger như này chấm info chẳng hạn. Tức là đây là những thông tin mang nội dung thông báo. Các bạn quay trở lại cái hàm main này các bạn chạy. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng lúc trước chúng ta có những cái thông tin liên quan đến system out thì nó dạng màu đen, và bây giờ chúng ta sử dụng cái log thì nó sẽ đi ra màu đỏ như thế này. Nó hiển thị ra các file log. Thì ví dụ khi các bạn thực hiện sử dụng những cái framework như Spring Hibernate thì các bạn sẽ thấy những cái dòng log này full rất là nhiều. Thì đây các bạn sẽ thấy rằng cái level chúng ta sử dụng là info mặc định, cái tham số, cái message mà chúng ta có là user visited homepage HTTP như này, thì đây chính là cái message mà chúng ta tạo ra, tức là chính là cái dòng lệnh mà chúng ta đưa ra ở chỗ này. Ở trên cái thông tin, ngay thông tin đấy thì chúng ta sẽ có một cái dòng của những cái format mặc định của nó, đấy là bao gồm những cái thông tin về tháng ngày năm rồi giờ phút giây đây, rồi xong rồi có class của nó là gì và phương thức method của nó là cái gì. Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta có thể sử dụng được logger trong Java API một cách cơ bản nhất. Thì thông qua cái việc sử dụng những cái class như là formatter chẳng hạn thì các bạn có thể thay đổi được cái format của cái này. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng Java Log API để thực hiện log ra các file mà chúng ta mong muốn.